Mạng xã hội là ảo nhưng nếu biết cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả thì những giá trị mang lại thực sự có ý nghĩa. Như câu chuyện của chị Phạm Thị Phương Mai, nữ TikToker với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trong phóng sự sau đây. Mỗi ngày với sự giúp sức của người thân, Phương Mai dành ít nhất một tiếng đồng hồ để livestream bán hàng nông sản. Sự mộc mạc, chân chất của cô gái trẻ là yếu tố thu hút nhiều khách hàng đến với kênh của cô. Với Mai, bán hàng online vừa tiết kiệm được chi phí trung gian, lại dễ dàng tiếp cận được với nhiều khách hàng. Cô cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp và phản hồi để lựa chọn được những nông sản chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Em xác định là khi mới bắt đầu ấy, thì em sẽ mang cái tính là quảng bá nhiều hơn. Bởi vì có thể là mọi người chưa mua hàng của mình nhưng mà mọi người sẽ biết đến vùng cao nhiều hơn. Và thông qua đó thì có thể là người ta sẽ tìm đến với nông sản vùng cao. Không chỉ thông qua em mà còn có thể thông qua nhiều những người bán hàng khác nữa. Thông qua tài khoản của mình trên mạng xã hội, Mai đã kể những câu chuyện về du lịch, văn hóa, ẩm thực và con người Tây Bắc. Từ đó quảng bá, đưa những đặc sản vùng cao đến với bạn bè trên mọi miền Tổ quốc, giúp tiêu thụ nông sản cho bà con. Như vào mùa mật ong, nhiều người không quản ngại xa xôi mang mật ong đến nhờ Mai Tây Bắc bán hàng. Tôi thấy là cái này là rất là sáng tạo trong cái vấn đề trong cuộc sống, nên là ở nơi có thể là xa xôi như thành phố Hồ Chí Minh, các cái tỉnh, nên là người ta cũng là về người ta mua là của anh ấy gửi là rất là thuận lợi, cũng không phải về trực tiếp. Mật ong rừng, mỡ lợn đen bản, sâm đất, miến rong, hạt cải mèo là những mặt hàng Mai bán quanh năm cho khách hàng tiêu dùng cả nước. Mai Tây Bắc còn chủ động liên kết với bà con, với các hợp tác xã có sản phẩm OCOP, đưa các sản phẩm lên mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đầu tiên mà vợ chồng em mới lên trên đấy thì rất là bất ngờ luôn, bởi vì có những sản phẩm của sâm đất thì vừa mới đưa lên thì hầu như nhận được cuộc gọi, tin nhắn rất là nhiều người và không nghĩ là mọi người sẽ lại quan tâm đến nhiều như thế. Khi mà làm cái công việc này thì em không phải là cho riêng bản thân mình, mà cái điều mong muốn của em ấy sẽ là có thể tạo thêm nhiều sinh kế cho bà con vùng cao. Và hiện tại thì em cũng đang kết hợp cùng với bà con, trước mắt là ở trong thôn bản này, trong gia đình mình thôi, thì sẽ mở rộng một vài những cái cây trồng này, những cái giống vật nuôi, ví dụ như đặc sản lợn đen, gà đen ở trên bản. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Việt Nam học, có thời gian dài làm du lịch tại Singapore, Phương Mai có nền tảng kiến thức vững vàng, lại chủ động tiếp cận và sử dụng mạng xã hội một cách tích cực. Cô gái trẻ 9X đã khai thác được những giá trị thực từ mạng ảo, vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần quảng bá nông sản bản địa đến với người dân trên mọi miền đất nước.